Min token ở trên mạng lưới của Bitcoin nhưng lại giống với một NFT và sau đấy thì có thể mang đi bán được. Nghe thì có vẻ hơi rắc rối và phức tạp, không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên BRC20 thì lại đang rất nổi thời điểm vừa qua, khoảng một tuần vừa rồi trở lại đây. Hôm nay hãy cùng HC Capital tìm hiểu xem BRC20 là gì nhé. Và mình là Steel. Ở trong video này thì mình sẽ cùng với anh em đi qua 3 cái phần chính. Đầu tiên là giới thiệu về BRC20. Thứ hai là phân tích những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của BRC20 so với ERC20 và BEP20. Và cuối cùng đó là đi vào cái phần kết luận là những cái ý kiến, những cái thông tin về BRC20 và thời điểm hiện tại, và có nên tham gia vào BRC20 hay không. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu BRC20 là gì. Thì BRC20 là một cái tiêu chuẩn token được tạo ra ở trên blockchain bởi cơ chế là inscription và giao thức ordinal. Cái giao thức ordinal này nó được tạo ra bởi một người dùng ẩn danh ở trên Twitter. Biệt danh của người này là Domodata. Cái thông tin của giao thức này thì lần đầu tiên xuất hiện là vào tháng 3 năm 2021. Người này đã sử dụng JSON là một cái kiểu định dạng dữ liệu để có thể triển khai các cái token contract, tạo và giao dịch các cái token. Vậy thì cái giao thức này nó hoạt động như thế nào? Như mọi người đã đều biết thì mỗi Bitcoin sẽ cố định là chứa 100 triệu đơn vị Satoshi. Và cái giao thức ordinal này nó sẽ ghi đề các cái thông tin lên các cái Satoshi đấy, các cái đơn vị Satoshi mà nhiều người dùng còn có thể được gọi đó là khắc lên. Và cái khi mà cái thông tin này được khắc lên cái đơn vị Satoshi ấy thì nó giống như là một cái số series của một cái tờ tiền ấy, gắn liền với cái tờ tiền đấy mãi mãi. Và dù nó giao dịch như thế nào đi nữa thì cái số series đấy nó vẫn ở đấy. Có thể coi đây là một dạng NFT ở trên mạng lưới của Bitcoin. Và kể từ tháng 1 năm 2021 ấy, sau khi mà gây xôn xao cộng đồng Bitcoin vì những cái gì mà giao thức ordinal có thể mang lại, thì nó vẫn còn để đấy những cái ý kiến trái chiều cho đến tận bây giờ. Trong khi khối chuỗi Ethereum ấy thì được biết đến là cái khả năng hỗ trợ các cái NFT, thì khối chuỗi của Bitcoin chưa bao giờ nổi bật lên với việc là hỗ trợ bất kỳ một cái tài sản tiền điện tử hay là tài sản điện tử nào ngoài trừ Bitcoin. Một số người thì khá thích cái điều này bởi vì chính nó tạo ra cái giá trị độc tôn cho đồng Bitcoin trên thị trường. Tuy nhiên một người khác thì lại coi đó là một cái sự hạn chế của blockchain Bitcoin về cái sự phát triển của khối chuỗi này. Đối với mình thì mình vẫn muốn có nhiều hơn những cái tiện ích và những cái khả năng sử dụng cho cái mạng lưới của Bitcoin ở trong tương lai. Mặc dù nó vẫn còn khá là mù mờ, và cho đến các cái dự án thì họ vẫn chủ yếu là làm và phát triển mạnh mẽ ở trên Ethereum với ngôn ngữ lập trình là quen thuộc đối với các dev ở bên blockchain và nhận được là nhiều cái sự hỗ trợ hơn từ bên mạng lưới này. Thị trường của BRC20 thì đang phát triển cực kỳ nhanh chóng kể từ khi mà ra mắt. Tính đến thời điểm mà mình làm video này thì đã có hơn 14.000 mã ở trên BRC20 và cái vốn hóa của nó đã hơn là 635 triệu đô rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về ưu và nhược điểm của mạng lưới này. Thì vì nó được xây dựng trên blockchain Bitcoin nên mình có thể kể ra một vài những cái ưu nhược điểm như sau. Đầu tiên là về ưu điểm. Nó được bảo mật bởi giao thức của Bitcoin, vì vậy nó thừa hưởng cái mức độ bảo mật cực kỳ cao do giao thức này cung cấp. Và thứ hai là khi mà nó tương thích với khối chuỗi của Bitcoin ấy, thì điều này nó giúp cho BRC20 vô cùng dễ dàng thích hợp vào cái hệ sinh thái của Bitcoin. Và như anh em cũng được biết thì Bitcoin gần như vua của thị trường crypto này, nên là việc mà có liên kết chặt chẽ đối với Bitcoin nó tạo ra một cái động lực tăng giá vô cùng lớn cho BRC20. Và thứ ba là nó cho phép người dùng tạo và chuyển các cái token có thể thay thế ở trên khối chuỗi này. Điều này nó sẽ mở rộng ra nhiều cái khả năng, nhiều cái tiện ích hơn cho người dùng của Bitcoin sau này. Tuy nhiên BRC20 thì vẫn sẽ còn một số những cái nhược điểm của nó. Đầu tiên có thể kể đến đó là nó vẫn nằm ở trong cái giai đoạn thử nghiệm và chưa được chấp nhận rộng rãi ở ngoài thị trường. Thứ hai là cái việc mà không tương thích với EVM, tức là máy ảo của Ethereum ấy, thì nó hạn chế rất là nhiều các cái khả năng truy cập vào các cái tài nguyên, dẫn đến trở thành một cái hệ sinh thái nhỏ hơn và hạn chế hơn cái sự tiếp cận đối với các cái hệ sinh thái bên ngoài. Thứ ba là không sử dụng smart contract mà sử dụng JSON để có thể ghi đề lên các cái Satoshi để triển khai, thì điều này nó làm giảm cái tính linh hoạt và khả năng tùy biến của token. Dành cho những bạn nào còn theo dõi video đến tận bây giờ thì mình xin giới thiệu với các bạn event siêu xịn sò với giải thưởng lên tới 1 BTC của sàn giao dịch Zoomex kết hợp với HC Capital. Các bạn chỉ cần truy cập vào đường link mình để dưới phần bio để có thể tham gia nhé. Và ngoài ra thì sàn Zoomex còn có thêm 4 event khác nữa cũng hấp dẫn không kém. Event đầu tiên dành cho những người mới, các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản Zoomex qua đường link rep của HC Capital rồi nạp lần đầu từ 20 USDT trở lên, sau đó điền cái Google Form này thì các bạn sẽ nhận được 10 USDT và phần thưởng sẽ được gửi qua Reward Hub trong vòng 5 ngày nhé.
Đối với event thứ hai là chương trình UCL dự đoán đội bóng chính xác, các bạn sẽ nhận được 100 điểm tương ứng với 10 USDT và phần thưởng tối đa lên tới 200 USDT. Event thứ ba là Zoomex sẽ giảm phí giao dịch cho các bạn với 30% vào ngày thường và 50% vào thứ bảy hàng tuần. Và event cuối cùng là Lucky Draw với giải thưởng lên đến 10.000 USDT. Và hạn chốt cho event này là 17 tháng 5 nhưng các bạn nhớ nhanh tay nhé. Và tất cả những thông tin về event thì mình sẽ để ở dưới phần bio cho các bạn dễ dàng truy cập và tham gia nhé. Một số token nổi bật hiện đang được triển khai ở trên cái mạng lưới BRC20 có thể kể đến như là Audi, VNPX, PP hay là MIM với cái mức tăng giá có những thời điểm lên hàng nghìn phần trăm. Và một số token của BRC20 thì cũng được tạo ra rất là nhanh để có thể bắt kịp cái xu hướng MIM của thị trường như là Shiba hay là PP hay là Punk. Và các cái token của BRC20 ấy, thì nó có thể được mua và bán ở trên các cái sàn giao dịch phi tập trung có thể kể đến như là Unisat. Thì Unisat là một cái sàn phi tập trung dựa trên Bitcoin được phát triển bởi chính Domo Data. Các cái token của BRC20 thì cũng có thể được sử dụng tham gia vào đấy như là các cái hoạt động ở trên DeFi như là cung cấp thanh khoản hay là giao dịch phái sinh. Vậy có nên đầu tư ở BRC20 thời điểm này hay không? Thì theo mình các cái token BRC20 hiện tại không khác gì meme coin là mấy theo dạng NFT, bởi vì chúng chưa có cái ứng dụng cụ thể nào hay là nó có bất kỳ cái mục đích để được min ra để làm gì. Vì vậy BRC20 token chưa nên được xem là một cái tài sản đầu tư an toàn để có thể đầu tư một cách dài hạn, một cách mua vào như là Bitcoin. Tuy nhiên có thể trade trong thời gian ngắn mà nhưng mà cái việc tăng giá của các cái mã ở trên BRC20 này nó tăng giá rất là nhanh trong ngày nên là anh em cần phải lưu ý. Kết luận lại thì BRC20 là một cái tiêu chuẩn token mới và khá là thú vị cho khối chuỗi của Bitcoin. Tuy nhiên nó vẫn còn những cái ưu điểm và nhược điểm như là mình đã nói ở trên so với các cái tiêu chuẩn token khác. Và các cái token của BRC20 thì đã thu hút được khá là nhiều những cái sự chú ý của người dùng Bitcoin bởi khả năng tạo ra token có thể thay thế ở trên khối chuỗi này. Tuy nhiên BRC20 thì vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều những cái thách thức về cái sự chấp thuận cũng như an ninh và sự hỗ trợ ở trên mạng lưới của Bitcoin. Và chỉ trong thời gian tới, thời gian khá là dài nữa thì mình mới có thể biết được rõ ràng là liệu BRC20 có thể trở thành một cái tiêu chuẩn token quan trọng ở trên khối chuỗi của Bitcoin hay không. Chúng ta hãy cùng chờ vào điều đấy nhé. Anh em lưu ý đây là một cái video nói về những cái thông tin, chia sẻ những cái thông tin cũng như là góc nhìn của mình về BRC20, không phải là một lời khuyên đầu tư. Nên nếu như anh em muốn đầu tư vào cái mạng lưới này thì hãy nhớ tìm hiểu thật kỹ về BRC20 và những mã nào có thể tăng giá và cách để nó tăng giá như thế nào. Thì anh em hãy lưu ý và nghiên cứu trước điều đấy nhá. Sẽ có một video mình làm để hướng dẫn cho anh em cách tham gia vào mạng lưới BRC20 sớm thôi. Nên anh em hãy nhớ ấn vào nút like và nút subscribe để sau này có những cái thông báo mới nhất đến từ video của HC Capital nhé. Chúc anh em thành công!